Nam Mô Đức Phật Tổ Phật Thầy Tây An chứng minh, gia hộ cho đệ tử và gia hộ cho tất cả Phật tử trong giáo hội Bụ Sơn Kỳ Hương, trong giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xin Đức Thầy chứng minh. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Thì xin kính chúc lành hết tất cả anh chị em, bà con, cô bác cùng là các hàng Phật tử trong phái Bụ Sơn nha. Và chúc lành, chúc sức khỏe luôn quý vị hết nha. Tất cả các vị đó ở ngoài đó, thì nếu mà buồn vui đó, cái đi coi cái này, đi coi cái kia, đầm sen hay là ở cái gì đó, chỗ này chỗ kia chỗ nào con thầy cũng có đi. Rồi TV thì thầy coi mấy cái người nghèo, người ăn này ăn kia vậy đó. Nhưng bây giờ thì trong cái là vui buồn của thầy đó, bần sĩ thì chỉ có tiếng kệ lời kinh, chỉ có những câu luận giảng để trao đổi với tất cả anh em của mình. Qua những cái tình huống vừa rồi, hoặc là nay chúng ta 70, 80, 60, 20, 30 không thể nói được, thì cái việc tu hành của mình đó không phải bắt buộc, mà cũng không phải ép chế quý vị, nhưng đây là một cái tình thương lớn nhất. Mà còn thầy và Phật, thầy Đức Thầy đó có một cái tình yêu lớn nhất, tình yêu nhân loại, tình yêu tha thiết, chứ không phải yêu thương như là đó là phàm phu tục tử, không phải vậy đâu. Cho nên vui buồn đó thì thầy được còn sống lại để trao đổi với tất cả quý vị. Trước Phật đài chúng sanh cùng thầy xin nguyện cầu sám hối. Từ buổi bây giờ trở lên, chính thầy cũng phải tu bằng 10, bằng 100, chứ không phải nói quý vị rồi là thầy không có tu. Nhưng ngày xưa đó, có gặp đồng đạo ở đâu cũng vậy hết nha, nắm tay nha, rờ dịnh nha, miệng cười này kia. Nhưng bây giờ này không thể được, vì tất cả các vị cũng như là thầy nói là sát thân thầy cũng người trần, hồn linh ta mượn xa gần phải đi. Nhưng cái ngày kia đó thì thầy chơi vơi đi bốn biển, nhưng bây giờ ngày về từng du tế sát, có nghĩa là phải án binh để giữ gìn công phạt, để làm lại cuộc đời mới, để kỳ thi tới đây như sau, và sẽ để cho tất cả các vị học tập phải có vô cái khuôn khổ mực thước, làm bằng cách nào, chứ không có mà bỏ qua như thế. Và bây giờ nói quyết định gì, không có cúng, không có lên à, vậy hả? Quý vị thấy cúng có ai ăn không? Nói rằm tháng 7, rằm tháng 10, rằm tháng giêng, bây giờ không còn cúng nữa, quý vị có lên không? Dạ thưa thầy, dạ con không có lên, vì con mắc bận việc gia đình, con đi coi nhà mướn cho con. Nhà của con nó mướn đó, ở dưới kinh gì đó, đừng mắng học điều rồi đó. Bây giờ con mắc ở nhà, con coi nhà. Đó, thì con coi nhà tốt. Con coi nhà tháng nhiêu vậy? Còn coi em nữa chứ, con ở đợ nhiêu vậy? Dạ thưa thầy, con về con chung sống với đứa con của con. Đứa con là cư sĩ tại gia, con là người tu sĩ. Hai cha con, hai mẹ con họp lại ngồi thuyền để công phu cầu đạo. Trước nguyện độ chúng sanh, sau cầu cho vạn dân bá tánh nha. Đó là rạng rỡ huy hoàng, không biết mấy con này ở đỡ, không có tiền lương, giữ nhà đem sợ mối ăn, sợ trộm vô cướp này cái nọ. Con ơi, con nỡ nào mà bảo mẹ ở nhà giữ nhà vậy con? Có mẹ biểu con ở nhà, mẹ đi công chuyện được,
Còn cái này con mà biểu mẹ ở nhà giữ nhà mà bà mẹ sao mà nó không có ngu. Bỏ cái ngu đi, mình không dám nói cái ngu giữ nhà. Mà ngày gặp các bậc tiền nhân này, gặp một người như thế này là quý giá biết bao nhiêu người ngu đi chơi với người khôn. Đến gặp người khôn để họ nói một hai tiếng lưu loát để mình học hỏi. Người dễ dàng quá, lừ khừ quá, lền lền quá chơi với người khó. Đi là chơi người khó. Cũng như mình cầm cái dĩa ở nhà mình nè mày, còn lợi tới cái người khó đó phải đưa hai tay. Con trao cái dĩa này cho bà. Rồi bà đưa lại một trái mướp, trái bầu gì đó, thì mình đưa hai tay mình nói cho con xin của bà. Thấy không? Thấy lễ phép không? Thì mình học ngày qua tháng lại thì mình thành thân thành người. Dốt đi học người biết chữ. Đặng tay dạy mình mò. Đừng nói ai, nói thầy nè. Thầy đi chăn bò đó nha. Nhưng mà không có biết chữ nào hết trơn á, đâu có đi học. Nhưng nghe người ta nói có con dần con chó với cái con gì đó à, thầy mới đó, đứa em thứ ba nó cũng đi rượt bò. Thầy nói mày mày bị mình chỉ mà mình nhỏ quá đó, mày chỉ cho tao mấy cái tiếng này đi đó, y tờ tờ y ti gì, giá chỉ có 3 lần rồi tôi thuộc hết. Tôi tuột hết cái, tôi lượm báo rồi á, tôi lượm giấy ngoài đường á, tôi ráp lại đó à, tôi ráp lại khoảng thời gian 1 năm thôi nè, mày chỉ cho tao mấy cái câu đi, tôi quên mất rồi chị. Tao nói mày ngồi tao chỉ cho, thì mình đã thuộc rồi đó. Thấy không? Thì ngay bây giờ đó, ở đằng kia khỏi là ở đây mà ngồi vậy đó, nhưng mà nghe thầy nói một hai câu lưu loát học đạo thì mình đã đạt được, lấy được hết tài nguyên tài liệu rồi còn gì nữa đâu. Bắt ông đầu hai này làm chuẩn nha, ông có buồn không? Không. Hồi nãy nói chưa ai đốt nhang hết, hay là nói chưa có nhang, ông đi lợi ngay đó, ông đứng ông nói có nhang đây mà chưa có đốt, ông muốn trở lại ngồi. Khôn quá ha, khôn quá ha, hay là dại, hay là khờ, khờ tuổi này nè, không đầu xuống. Chứ còn già tóc mấy sợ rồi, măng đen rồi mà sao còn ngu vậy? Cái đó có rầy được không? Đã nói đây thì là rút ngang đốt đi. Muốn chót trở lại đây ngồi nữa, có nhang mà chưa đốt. Đi học lần học mấy người này nè nha, đó bắt làm chuẩn làm chủ đề để lấy cái tài liệu này để chỉ cho quý vị. Chim khôn chưa bắn thì bay, cái đó câu của đời. Người khôn chưa nói giăng tay đỡ liền. Còn người mà nói dạ con không mê tiền đâu, cái mê với không mê quý vị khám phá không ra đâu, không ra đâu, thầy khám ra nè. Thấy không? Mình nói được nhưng mình làm không có được. Nói như vậy đó, thầy khám ra. Nhưng mà bị với thầy sao được, phải vậy không? Nói vậy, đừng có nói tôi không mê tiền nha. Thầy cầm tiền nè, thầy hỏi tiền này để làm gì? Sẽ cho biết đồng tiền này để phát lương, đồng tiền này để giúp, đồng tiền này để điện, nước, xe, cộ, đi tới, lui, bệnh, hoạn, nó trả lời hết. Mất cặp. Còn hỏi đồng tiền để làm gì? Mình hỏi mình nè. Nó không có làm gì hết. Vậy hả? Nè, 3 4 ngày nữa cho giúp cho chị nè, bao gạo này giúp cho chị nè, giúp cho chị nè, giúp cho chị nè. Đã thấy không? Đó, thì mình biết xử lý đồng tiền của mình. Còn này có mà nói không, không nói có đó cũng là dối luôn. Từ đây trong quãng đời, ý thầy muốn tất cả quý bà quý cô, tuy nhiên già nhưng mà quý cô có biết là thời kỳ này thời kỳ gì không? Mùa mạt hạ. Khó bước lên, khó vượt qua, khó mà thầy dạy mình hay là đi đến
chùa này cái nọ về, ở đây có nhiêu đây à, mà quên tới quên lui vậy đó, rồi mình lại chùa làm sao đây, thấy không, đông quá đó, người ta dành ta nhớ hết rồi, rồi mình quên. Thôi bây giờ mình không đi chùa, không đi đâu hết á, mình ra cái vườn sầu riêng, vườn tre, vườn măng, vườn xoài vậy đó, cái mình ngồi mình nói xài ơi, ta ngồi đây với mi nha, bạn của ta đó, nó có trái nó nuôi mình, và mình cho nó ăn phân uống nước, đã thấy không, ngồi thiền niệm Phật, nhiều ngõ ngạch để mình đi, cũng như cách mạng mà nhiều cái ngõ ngạch để đánh, đánh chỗ này không được, đánh chỗ khác cũng phải chiến thắng thôi. Con người mình tại sao đổ thừa, tu không được chồng tôi không cho không có đâu, vợ không cho không có đâu, mẹ đồ này kia đã đổ, từ đây không còn họ đổ nữa nha. Đó rồi họ xin xin phép mới dám đi, không xin cho hay, và nói theo khoa học báo cáo hiền dữ như thế nào đó. Thì bữa nay công nói chuyện này, công nói chuyện rất là vui mà cũng rất là buồn, buồn tuổi cho những bậc làm sai mà nghĩ rằng mình làm đúng. Thầy nè, thầy nghĩ thầy quá sai rồi, quá trật rồi, quá lầy lụa rồi, thấy ra rồi mình nói ai nghe đây. Thì bữa nay thầy cũng xin thú tội lỗi và sám hối với quý vị, chừng nào thầy sửa đổi được, thầy tu đi được 3 bước rồi, quý vị hãy gặp thầy nha. Không, còn bây giờ thầy đi mới có nửa bước, đừng gặp nữa, thầy tuổi buồn lắm trò. Mình khuyên, mình nhắc, mình dẫn người ta mà mình chưa có qua được nhịp cầu muôn thờ, mình đi được rồi còn nhớ nợ ba sinh. Thấy chưa, kết nghĩa tâm tình toàn là giả dối, bớt chúng sinh khốn cùng. Thiệt chứ thế gian đối quá lạ lùng, chiều buồn thầy muốn rủ chi điên nghi khùng la lên. Ở đây không muốn ở đâu đó, muốn chui vào rừng để tiếng rỉ tiếng rên, cho chuột mèo chim sóc ở cài bên nó cười. Còn nếu ra mà nói đạo đó thì chắc thầy cũng làm biếng con trò quá lười, làm sao đối phó với mọi người hôm nay. Chúng sanh ơi ráng cố học bài, đem về thầy gửi đến Phật Như Lai cấp kỳ. Nếu đọt pháp rồi đó thì sáng chói ánh từ bi, đi đâu cũng sáng rạng vậy thì hôm nay. Sáng suốt đó đó, giờ mình không có dối nè, mình không gạt nè, mình không có biếm dưới ấy, thì tia vàng thức ngọc ở trong tay mình rồi. Tỉnh đi con, để ngồi nghe thầy nhắc đạo, thầy thiệt tình với trò không có giả mạo làm chi. Trời về rồi thầy khóc khổ lắm ly, rừng buồn mưa chưa tạnh, thầy ngồi từ bi một mình. Thương đồng đạo đó, mới nói cho trò quảng kinh khiếp vía. Đánh chiếc thuyền này là thầy đưa con về bên phía Tây Phương, con ơi muôn vàng ngàn đường, có ai thương xót trăm phương như thầy. Thì như mẹ vậy chúng con, dậy đầy nước mắt, chứ nào có đâu khe khắt làm chi. Nghe tiếng trò khóc khổ ai bi, không động tình không nghĩ gì thân thể cả. Hỏi vậy nha, hỏi rồng hỏi rã, hỏi mấy đứa ở dưới có gì không vậy, mà sao thấy rà rã nước mắt ra. Chúng nó sợ thầy buồn đó, giấu giấu ẻm đi nha, giấu tới mẹ tới cha. Nhưng mà con ngồi mãi lông không mà lọt về, mà giấu chi cho thầy ngồi niệm Phật từ bi.
thầy gần quốc thượng từng khi cha trời thấy hết. Nhưng tại thương chúng sanh từ bi không nói, chứ đâu phải thầy xuống đây làm thầy bói kiếm xu, bắt buộc trò ký nhận chữ tu đặng ráng học công phu đừng bỏ dở. Tội vô nó mình đó con, biết trò đừng có dai món nợ. Ráng chịu khổ một khi đời rồi tớ tớ sinh. Về đi ba tánh lâm lanh, về đi thầy dặn bơ chúng sanh, ngày nào ráng thực hiện làm sao cho tốt. Cũng như mình cột nhốt hũ vàng, nói chi nhiều không nên bảo cái trang hoang, mẹ không rước mình chết ngộp trên đàn khổ lắm. Đây sắp tới đó, mình còn nghe tiếng sấm nhen, đã giật mình rồi đó, mà hồn mình đã ngắm chúng buồn nhớ. Con ơi sự thế đến giờ sao mà không mơ nghĩ còn mơ của tài. Ta nắm đó hằng ngày ta thấy nó, ta không mê ta bỏ xó không hay, đặng ta về nơi chốn phương Tây, thầy chờ đạo phút giây về sen bao. Mình rầm ràng chi vậy, mình rờ nói chi vậy, rồi mình đâu có được vào, mình thấy nó rồi làm sao thấy Phật ở Tây phương. Về đi trăm mối ngàn đường, thì mình đang khổ não vẫn vương bệnh sầu, bệnh cho chúng đó sao tu lâu quá vậy, bệnh cho con sao con không thấy được lối đường, bệnh cho đời sao gieo rắc cảnh oan ương không có biết chán chường quá vậy. Thương đồng đạo giờ này không thấy, mến tình huynh thầy mới cấy hạt giống lành. Rõ chưa trò, ráng đi bớ chị cùng anh, nghe ta dặn ráng làm lành là của vốn. Mình lầm lành lánh dữ đâu có tôn, mà mình ở hiền nữa kia là căn bổn Như Lai. Xưa kia không biết mình sai, bây giờ tỉnh dậy mình mang đai mang rồi. Ráng đi trò, ráng ngồi thêm chút nữa, câu thơ thi này thầy đã rửa cho trò, để trò về được thế giới tự do rồi được tắm nước Ma Ha Bồ Tát. Ai cũng chết hết đó con. Thì mình giờ chưa đó, mình biết rồi đó, mình tìm đường đục mát, mình kiếm cây cổ thụ tàn dài nằm đỡ cơn mưa. Tại sao không có mai chưa, không nghe sửa đổi rồi bụi ban trưa tàn chiều. Chúng con thấy không, các cụ bà thấy không, mình đừng có nói lẫy nói liệu, nói thờ phải nói đó, để cho tiêu cái nghiệp đời. Con ơi sống bùa giữa dời, chừng nào con biết được là con trời quá cao. Bây giờ tu tịnh cho mau, thân mình là cát bụi làm sao bây giờ. Nín thở nè, thấy không, nó lấp vùi, nó đâu có để rồi thối hôi đầy làng, thấy không, tệ hơn con vật nữa đó. Mà mình cứu mang sáng chiều tắm rửa rồi đeo vàng đeo dây đeo chi khổ lắm đó nha. Không phải nói đông lại nói tây, nói cho bằng được để ta mua sợi dây chuyền vàng thôi, không có nói nữa nha. Im lìm đi để tất cả phục hàng.
mình đeo mang Phật pháp một tràng hoa tươi, mình mang Phật đi, bà con cô bác được vui nè, được chiến thắng nè, được cười. Mình mang theo Phật rồi mình được từ từ đắc thôi, chứ bây giờ đã đến đi đời rồi làm sao mà cứu được. Rồi dân coi kia kìa, lớp đói khát, lớp có cái rương, có cái chìa khóa, có cái ống phá mà chẳng có cái chìa. Con người có thân có thế mà cách chia phàm đời, thấy không? Về đi con, để tỉnh cơn ác mộng. Về đi trò đừng nghiệp cộng cu mang, đừng về tích tích tình tháng. Bữa quên bữa nhớ rồi mình đã mang cái gì, tu phải tỉnh để tri để biết. Mình có cái tâm nó sanh ra thì chính mình diệt nó chứ ai. Đừng đổ thừa trong, đừng đổ thừa ngoài, đổ ông cố nội, đổ ông cố ngoài làm chi. Đổ chồng nè, đổ vợ nè, thấy không? À, rồi trì chú đại bi không biết ngàn muôn, ức tiếng giận phương phi mình còn. Đừng dừng bước lại đi trò, để kiểm diệt lòng son. Ta tu ta biết, ta còn ta giống. Kiểm đi trò mới biết, ta đàn bà hay lại đàn ông. Kiểm đi rồi thấy cảnh gió giông sắp đùa, tỉnh đi không? Chứ đừng có nói tôi phải lợi chùa để sám hối khỏi. Đi ngoài đường đó, lề lối cho thẳng ngay. Một bước chân ta niệm đến Phật đài, mà hai bước nữa ta về nơi phương đầu. Còn ba bước thì dường tiếng ta vào. Lúc nào tư tưởng nghe trò mình cũng thảo cùng ân. Con đem Phật đã kề gần, khi ăn, khi nói, khi tần bán buồn. Phải cố gắng đi nha, đừng có khóc hoài nha. Không có ích lợi gì đâu, mà ôi lã chà, khóc hoài chi mà cặn bã còn đây. Tỉnh đi con, mới biết dở cùng hay. Hiểu cho rõ mới biết ông thầy ở đâu dài. Đồ ngu muội cứ quỳ cứ lại, gặp Phật thầy rồi mà không bái không sinh. Sau này con sẽ thất kinh, chừng nào trái đất rung rinh mớ tường. Khi đó con biết không, con bỏ dáng chạy nè, rồi lại bỏ giường, bỏ hẳn con đường, rồi bỏ phố bỏ phường, chạy hở xuống sông. Ông thầy ổng mặc chiếc xà rông, coi chừng cái ổng vớt trên dòng sông. Mình còn tỉnh đi con, hao mòn thể xác. Dòm lại đi nè trò, một nát xương rồi mà còn làm vua làm chúa, còn ngồi còn sai khiến, còn ăn ở bẩn tồi không có đẹp. Về đi trò, mau mau trò dẹp cảnh phường phường đừng hẹp nữa nghe chưa. Tỉnh đi, qua một cơn mưa thầy đâu còn sống mãi mà đại thừa giảng cho. Phải cố gắng đi, nó không có lo gì hết á. Mình biết tu rồi chờ cái chết là xong. Nay mày mở hội công đồng, nếu trò ngoan đạo không ngồi trong ngục hình. Còn nếu không ngoan nữa thì đừng có ai sinh mà được. Địa ngục ở gần mình mấy thước biết chăng, trải qua bao cuộc thương hằn, thân mình là cát bụi rượu mây vắng lấp vùi. Phủi thử coi, một ngày không tắm thử coi, thấy không, nó đen thủi đen thui. Mặt mình như lọ nghẹ rồi mình chùi mình lao, cực thân không biết
chừng nào, bây giờ thì nhắn đạo làm sao cho tròn. Ráng tu tịnh đi, mình còn thêm chút nữa. Còn mình ráng mà ngồi đó để tựa bóng đà, Phật gần trò chứ Phật chẳng có xa, thầy nói mãi kia cả trò không biết. Buổi hạ quân đất tru trời diệt, buổi cận đờ rồi trò biết được hay không. Hạ quân đối vợ thay chồng, hạ quân đối giống đối dòng còn đâu. Hạ quân có héo chứ qua sâu, đổi trời mà thay đất chứ xa ngầu lộn mở quanh. Hạ quân ta chỉ cho rành, thân người như thế chỉ mình treo chuông. Hà quân kẻ khổ chưa người buồn, kẻ sinh mà người đẹp chưa kẻ cuồng rồi người si. Hà quân đổi hết vậy thì đây rồi mà trò thấy thế chi trâu mày. Hạ quân đổi tháng chưa đổi ngày, đổi mãi chưa đổi hoài, sắp đến chưa thượng quân. Hạ quân phỉ chí đừng sơn, ráng tu chút nữa nghe đờn tiên ông. Hạ quân thay hết chưa đạo đồng, đừng sưng mà tán tụng chưa lạc dòng giống tiên. Đừng có não gây phiền mang tội, ráng tu đi lặng lội theo thầy. Thuyền cơ bái tạo dần xây, sống coi mà mạnh đất chứ sao này còn không. Tình bơ bớ đáo đồng chỉ khi thầy đêm nay thầy chỉ cho trò thương. Bệnh tình nhiều sự thế lương, không sao thầy nguyện đổ chưa trần dương rồi hồi. Bệnh không sợ, sợ ôi mất mát, mất ai giờ cô bác nhìn xem. Sợ rằng mất chỉ mất em, mất người mà cư sĩ rồi bên rèm ta trông. Sợ mất hết đáo đồng chí ca, còn ở đâu mà đã chớ quay về. Đó chiều đâu có lễ thế, còn giây phút nữa thì bút đề thiên liên. Nguyện hậu thọ hoàng thiên chứng lệ, chúng con này kinh kệ sớm chiều, ăn năn cho tội lỗi tiêu. Từ đây con nguyện chư tiết chiều ngồi ở tu, dù đi đứng ở tù cũng tỉnh, ở nơi đâu không dính bụi trần. Đó là con đạt tân dân sau này, tồn tại chứ tinh thần còn nguyên.
đừng ở say. Thần biên chép lại nó về tàu ôi hải chứ cung mờ trời. Hành trình nơi thế chơi giới chúng sanh mà nặng quá chư Phật trời sửa phân. Đừng chê bái người gần kẻ sâu mà đừng có mê rồi mau chốt nặng. Ráng tu sớm kể chớ thường hằng chiều về danh dự rồi ai bằng người ở tiên. Giờ còn sống làm hiền gấp gấp chuyện phong ba đất sập khắp nơi. Nói thiệt không phải nói chơi, đừng kiếm bần sĩ gian trời rồi được ở đâu. Ta xin tặng năm châu bốn bề, nghe lời này há để gian nan. Nghe rồi mau lẹ sửa sang, đặng về mà quê cũ trời Nam ban chứ gặp thầy. Giờ phải chịu canh chạy sang dân, ở nơi đâu trong trắng cũng thành. Đừng mê bả lời cùng danh, ở đâu cũng về chị anh chứ nghe lời. Ta cho biết cản đời rồi đó, nếu còn mê của bó gian muôn thì là quên cội quên nguồn. Chờ đợi nước mắt trào tuôn chưa dám mà về. Mình mở miệng thần phê thánh chỉ, ác là đưa cho quỷ chứ sự mình. Con hiền hậu lại đem tính sổ này nạp đến chứ thiên đình ngôi cha. Có hay lẽ ông bà cô bác suy nghĩ đi rồi hỏi làm. Hiền lành bị khổ ráng cam, bị người mà ăn hiếp ta làm hiền thêm. Dù ta khóc ban đêm ước lệ, ai tranh nhau chính bể mặt ai. Quay qua quay lại mấy ngày, ác thì mà vô chốn chưa ngục đài ngồi chơi. Hiền tu niệm thành thơi nơi phương cảnh, ai mà so mà sánh chưa được mình. Tại sao không có làm tình, làm yêu, làm quái, làm mình tới tới. Thôi nghe bằng vậy thời sửa đổi, đứng cùng đi sám hối chưa liền liền. Từ đây đừng có gây phiền, đừng tăng thêm tội, phước liền trao thân. Thì tội nọ lần lần tiêu hết, chớ không cần tới chết mới tiêu. Sống coi nơi thế ít nhiều, mình làm mà việc thiện thì tiêu chứ ác liền. Bao nghiệp ba chương triền miên hậu kiếp, nay tới giờ
phải kiếp chưa phải đơn, Phật dạy mình chớ nên quên. Dù cho mà tội nó chưa thành nên núi cao, nói lãnh lót thao thao hiền hậu, thì thần tiên ẩn dấu chưa liền liền, hôm nay người ấy chưa làm mà hiền, lại là bị khổ rồi triền miên chưa gian dài. Thần cầu thánh chớ ai cứu được, mình bình yên rồi vượt chớ qua bờ, cũng nhờ các vị tôn thờ biết mình mà qua khổ chứ hiện giờ họ vui. Thanh thoảng ngồi tu bỡ đau tràng, bình mình sắp tới thấy dễ dàng, nhưng mà phải quỷ trong một thờ, một thờ này đây máu ngập tràn, diệt yêu trừ quỷ có ai hay, đi đứng nằm ngồi gần bên đây, mình tưởng như mình ối lỗi quá, yêu ấy gần kề cần không hay. Nó dùng tiếng ngọt để tóm thâu, thâu hồn thâu vía nó chừa đâu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như điên dại, nhưng mà quên Phật nhắc đôi câu. Di Đà mật niệm ở bên trong, tao có trụ nè, hôm tao có đất xa nè, tao có trong vòng, quỷ ma sao đặng vô chỗ đó, chỗ đó chỗ nào chỗ đáy lòng. Ta đi đừng ngỡ có một mình, nếu người tu đạo bậc thơ sinh, có tiên có thánh cùng hộ pháp, đặng kề đặng giữ đặng hộ trình. Còn người không tịnh lại không tu, ma quỷ đi theo án, mặc dù nó xô làm bậy mình không biết, làm cho hồn xác phải mờ tỉnh dậy đi trò, thầy đọc thi hết thơ tứ phú chớ có gì, ru hồn đồng đạo mau tỉnh dậy. Tỉnh dậy làm gì, để làm chi, tình cơn ác mộng mới rõ ràng, thì mình ngồi tựa chốn bể hang. Ta làm ma quỷ ta không biết, cho nên trong cuộc đời dở dang. Tỉnh dậy đi con, đặng gặp thầy. Ông ở chỗ nào con không hay, mình mong đại hài trò không hiểu, rốt rồi trở lại hướng phương Tây. Phật hạ phàm gian như hoa bông, nhìn cõi rất trắng hỡi quang động, quỷ quái yêu tà ôi khiếp sợ, những giờ sách sử nó chưa xong. Ráng để một hồi thầy sử phân,
Tịnh tu cho khéo nó kề gần, nó vô không được ta đang niệm. Niệm Phật, niệm Thầy, cả châu thân. Nếu người tu hỡi chẳng tin ai, quỷ quái ma tinh chút nữa sai, bắt mình nô lệ ôi mãi mãi, cực khổ ngày đêm cuốc dư cài. Quỷ ma nó hiện khắp trần rồi, mặc hả bây giờ bớ trò ơi. Tỉnh dậy đi coi mùa màng tới, ai người thức tỉnh được thảnh thơi. Bông hoa sắp trở lan tràn, đúng mùa mà hoa nở xóm làng thơm lây. Miền bãi núi Phật Thầy đang lập, ráng tu đi gió tấp chứ mưa gào, có Phật chứng độ không sao. Về miền mà bãi núi coi sao trên trời, danh dự lắm người ơi tu ráng, quỷ dư mà không bán được mình. Vì ta trọn vẹn đức tin, tin trời, tin Phật, tin tình chị em. Rửa mặt đi tèm nhem ma bắt, nghe ta đi Phật dắt về miền. Xưa kia không biết cuồng điện, bây giờ thỉnh dậy mình hiền nhờ thân. Ít nói đại có thần chứng hộ, nói nhiều rồi sách sổ lạc quan, làm sao tâu đến Ngọc Hoàng. Một người có một vị chưa rõ ràng đi theo, quỷ có quỷ tại gieo thì có, còn tu thì tu ai bỏ mình giờ. Cuộc đời ta chẳng mộng mơ suối tiền, mà ta tắm trở lên bờ sương mai. Đất tiên Phật không cài không cây, còn bạc tiền bạc giấy hay sao? Xài tiền bằng tiên phúc hào, đi đâu mà cũng có chứ sang giàu biết nhiêu. Tiền bạc đời nó tiêu hết rồi, mình lại trời kêu gọi không về. Thấy chưa như vậy còn mê, ta mê tiền Phật ta về cảnh tiên. Tiền của Phật tiền hiền biết mấy, không phải tiền bạc giấy như nay. Nói cho ba tánh đừng sai, tỉnh cơn mà ác ta mộng, rồi ngày mai thấy đời. Già trẻ lại đi chơi vui quá, được Phật trên ân xá hết rồi, không còn chết yểu con ơi. Chết trôi, chết nổi, ôi thôi ngoài đường. Hạ nguồn hết tấn tường thì rõ, mùa thượng quân cây cỏ chưa dương lên. Xanh tươi không héo chưa dẫn bên,
màu xanh mà nước biển chưa kể nền Phật gia. Nơi Bạch Ngọc Cung quý vị, nay ta cho biết được như vậy, về miền tịnh độ chưa phút giây, có tiền mà đón rước chưa có thầy dẫn vô. Tại sao không trầm trồ từng bữa, tại sao không có rửa sạch lòng để chi đất nhóm một đồng đồng thành mà băng tuyết thành trong kia kìa. Giờ thì rửa canh khuya cũng được, ta thấy rồi ta bước lại gần, từ đâu cũng vậy gieo ân từ sở tới tận về tới Việt Nam. Bởi chúng sanh không làm việc thiện uổng cuộc đời diện kiến Như Lai. Hết cơn mục mạc bỉ đài thì ta được hưởng ngày mai chớ gì. Ngọc châu bao thiếu chi quá rõ, miền thất sơn khỏi mỏ khỏi chuông. Hiện ra nơi chiếu có luồng lớp vàng mà lớp ba ngọc hơn triệu muôn bây giờ, còn nó đắp cái bờ bằng ngọc soi lưu ly trách móc làm chi. Sợ đâu chiếu dịu vậy thì để rồi ban thưởng chứ các gì tiên ban. Mẹ thưởng cho đạo tràng phải nhớ, thầy nói đây không lỡ chưa đâu trò. Đưa về thế giới tự do, bữa cơm mà tự có không lo cấy trồng. Phải hết cảnh não nồng nở thế, lên thuyền ná thầy bế cho, hồi bị giờ khổ sở than ôi, dài chỉ mà quả nghiệp chớ bị nhồi nát tan. Mỉm môi lại đảo tràng một chút, than mẹ ơi kết thúc con mòn, bây giờ nỡ mẹ bỏ con về Bạch Ngọc chiều lòn chút thôi. Mùa hạ quân hết rồi sắp tới, mùa thượng quân thế giới Di Đà tính rồi ngày ấy không xa, 100 năm nữa chị bà chờ coi. Nếu thác rồi ôi thôi trở lại, bé thơ sinh hưởng hãy vô bờ, thông minh chánh trực không thơ. Tại sinh trở lại chưa cầm mà cờ hầu ở vua. Giờ đừng có hơn thua chi dạy, nay sĩ bần lễ bái trời rồi mới cho người biết người ơi. Cùng tiền mà Bạch đã ngọc chưa vẹn ngời lưu ly. Cảnh ấy chớ muốn đi đâu được, phải tu qua tìm phước gieo ân thì sao mới có về gần. Bây giờ nơi thế thánh thần chép biên, nhịn nhục đi lên thiền ông ở lào. Ông đưa về gặp ba đạo Bủ Sơn, đường đi không trở không trơn, băng rừng vượt núi trong cơn nặng nề. Núi cũng băng lề kia cũng trải, ông lướt qua bể hải sông sâu.
Mà trần gian có biết đâu bữa nay thầy kể chưa bấy dâu trò thường, đừng tập thói phối phường nơi thế, xa nó đi toàn kế quỷ ma. Ráng đi học chữ Di Đà, sau này mà trở lại chưa hưởng ở nhà lạc bang. Muốn đi chơi tình tang tích tích, đi tới đâu Phật dịch tỏ tường cho nghe hết cõi mười phương. Phương nào cũng có chư Phật nhường cho mình đi. Còn cây cỏ lưu ly bạch ngọc mọc dài dài săn sóc người tu, không gió mà lại hú hú phất phơ mà đón tiếp chưa người tu trở về. Bây giờ sống tái tê khúc khổ, ta giận rồi lệ đổ dầm chan, một là nhất một trên đàn, ta theo bà mẹ lẻ làng về quê. Của này đầy chán chê bỏ bớt, cho quỷ ma hao hết mặt tình, còn ta tu niệm thời sinh, tăng ta về giữa chư tình ở bình Tây ở phương. Một chút nữa đừng dương mất, uổng nơi Tây phương có ruộng chứ ngọc vàng. Nước gì nó ngay chảy chứ màu vàng, suối tiên bạch ngọc chưa rõ ràng. Trời ơi, không cấy lúa ăn hoài không hết, để trên bờ mê mất muốn ngồi, thì là bạch ngọc con ơi lưu ly mà chói rồi rồi coi thân mình đâu có dính bùn sình cát bụi. Ở đây chi cặm cụi tối ngày, như mình ở chốn bị đài, ở tù mất kiếp không ngày nào ra. Xin kính thưa chư quý vị đạo tâm, thầy có kể đây cũng nói, thầy nói dốc không. Hồi đó thầy có nói với kỳ dân cư sĩ, thầy nói kỳ dân ơi, thầy nói dốc không á kỳ dân, nói dốc là nói cao không nói thấp nhau. Kỳ dân nó cười, nói cao nãy giờ nói gì đâu á, phải không? Nhưng mà không ai nói được à. Thấy không? Vậy thầy có về rồi, bây giờ có ai gạt được đâu, thấy không? Nhưng mà thầy tại không chịu ở, và trên kia mới nói rằng 2 3 bữa nữa con mới về, thì thầy tính tay còn có hơn 10 năm nữa, hay là trong 10 năm nữa là quá đúng cái giờ đi rồi đó, chứ không còn ở đâu nữa. Nó như vậy đó, vì trên ta hiệp định rồi. Như thế thì tất cả quý vị phải ráng nha, cực khổ gì phải ráng, và con lên gặp thầy, gặp kỳ này gặp hoài, tại quý vị muốn gặp, và con giờ đợi cúng mới lên ăn. Cũng cho mấy người xung quanh ta ăn nữa, với cho mấy cái vô hình đầu ta ăn, không phải nha, không có ngày cúng mình không lên được sao? Cấm mà không cấm, cho mà không cho, biểu mà không biểu. Cái đại dạ tính tháng 7 nè, lên tháng 10 cúng ông này bà kia, cúng cái này kia nọ. Còn quý vị mà tu đó thì quý vị cúng cái thân được rồi, nhưng mà thầy được, còn các chị chưa có toàn. Cho nên ở đây đó là cái chỗ của các ngài, thì mình phải đền ơn, mình phải làm một cách nào đó. Bữa nay Tổng đốc Binh nè, Nguyễn Như Dương nè, thấy không, rồi Đức Cô Quảng nè, rồi Hiền Thần Nguyễn Trung Trực nè, đó có quà đây, có kể cho đêm hôm hiện ra cả 100 chiếc tàu đó, cả 100 chiếc chìm, đánh chìm đánh chìm em chìm hết. Cổ lên cổ rung ra là cổ nói đó, cô quà đó, cổ nói đó, rồi cho cổ bảo vật nữa, cổ mới tin đấy chứ, cho nó không tin. Vì ký sắc lệnh cho cổ là ngày 16 phải có cổ lên đây cúng trên này, tại vì ở đây rồi đâu có ai, có mấy vị này thì thay mấy vị khác, hiểu không? Nói như vậy thì mình ráng đi, người ta bỏ cái cuốc này mình lợi giác, mình có cái cuốc mình làm
chứ đâu có gì đâu. À, giận chi, buồn chi, hờn chi, à, rồi muốn xa cách nhau. Đó, vậy đó. À, tu ở mình tu không được. Sao ai chữ tu? À, có người chữ, mình nhịn. À, nói tu. Rồi, có người ta khen, người chê. Vậy đó. Chén đó, một chồng nhìn là đẹp quá. Chén tốt, tôi không tin đâu. Cho tôi mượn cái sống chén đi. Úp chén sành nè, úp chén này chén kia vô, đầy hết trơn rồi, bắt đầu. Đụng qua, đụng lại, hơi dở lên coi nó có sành không. Nếu nó sành méo miệng là chén giả rồi. Mà nếu còn nguyên là cái đó là nguyên đó. Thấy không? Còn anh chị mà cùng chung sống với nhau nè. Thấy không? Hãy thu được là tốt đó. Để nhịn được. À, còn hãy sức mẻ hoài, không nhịn được gì hết à. Đó, thầy rầy một chút cái đi mất tiêu nè, thấy không? Đó, mà đi đâu có được, bị gì có duyên với Phật. Ừ. À, rồi bà kêu về, bà nói về đi con, không ở được lâu ở mau, cũng phải về chứ bỏ nhà bỏ cửa sao? À, vậy đó, nói vậy thôi. Thì hôm nay đó thì cũng chút nữa thức đi, nằm nghỉ lưng chút mà, đừng có ngồi. Phụ với thầy để mà làm cái lễ cúng ha, cho mấy ngày nha. À, bây giờ trong cái đêm khuya này thầy thì không có gì lạ đó. À, cái danh sách của thầy thì thơ thi nha, đờn nè, lỡ nè, ha, lỡ nè với lục. Hồi đó hậu biết mấy mươi năm về trước hay nói lục, lục cái gì mà cứ nói lục hoài, thấy không? Giờ có lục không? Có không? Ừ. Còn Đức Quỳnh á, ngài mới nói chứ, sông Giang nước chảy đó. Cái mình nói, trời ơi, ở Dầm Nao nước nó chảy nhiều chứ chỗ nào đâu. Như bây giờ nó chảy vòng vòng quanh cái địa cầu, chỗ nào cũng có hết. Cái gì thấy không? Đó, nói mà mình không có tin ngài. Cho nên ngày hôm nay đó thì ba vị này đã bảo chứng. Tổ Sư Tổ Đạt Ma, đây là Đức Phật Thầy, đây là Đức Quỳnh Giáo Chủ. Đổi lời cái tấm ảnh này áo đen đi con ha. Dạ. Quý vị muốn nghe cái lợi cái bài lỡ không? Nghe không? Ủa không sợ hơn nghe? Lỡ mà không sợ. Để thầy ngẫm nghĩ coi ha. Thầy đọc lại cái bài lỡ lâu quá rồi, thầy cũng quên nữa nha. Bây giờ thầy xin đọc lại nào. Lỡ ăn lỡ nói với đời, lỡ rồi mà cô bác chưa xa vời có tìm không. Lỡ biển hải rồi lỡ mênh mông, lỡ làng ta đâu biết giống mơ dòng là. Lỡ thương xót trong ngoài mơ nói, chớ nào đâu thầy bôi kiếm xô, lỡ ta xuống thế ở tù. Chịu nhiều mà đau khổ chưa muốn thu ra rồi. Lỡ sắp tới người ơi lỡ mãi, lỡ rồi ôi trai gái cận kề, lỡ đi mai mốt thầy về, lỡ rồi phải bút chứng để phê ra. Lỡ nước Mỹ rồi lỡ nước Nga, lỡ làng mà lỡ xóm chỉ vậy mà lỡ luôn. Lỡ ông Nhật cũng buồn biết mấy, mà lỡ ông Tàu giống cây bị trôi.
Lỡ ta xuống thế làm tôi, lỡ rồi biết nói ôi thôi lời gì. Lỡ giành giật làm chi quá uổng, đất đai mình là ruộng của mình, không ở để trọn đức tin, không trồng giống tốt chính mình đã gieo. Lỡ đi cướp đùm đeo chi vậy, ta bắt cười. Lỡ đến nay mai lỡ trong rồi lại lỡ ngoài, lỡ chiếc chữ ghé chài rồi tàu tắt chưa làm mà sao. Lỡ sắc rồi lại lỡ màu, lại trời cho lỡ mau mau thầy về. Lỡ má ủ rồi lại dây kề, lỡ qua mà nước diệt chưa lỡ về được không. Lỡ bể hại rồi lỡ minh mông, lỡ vợ lỡ chồng lỡ đó lỡ đây, lỡ đờn không có sợ dây. Đờn kêu tích ta tích rồi tao mày chưa đánh nhau, lỡ rồi ba tánh đồng bào lại chờ mau lỡ cho mau chờ thầy về. Lỡ xinh đẹp mơ có người kề, lỡ rồi thầy bỏ xứ quê phương trời. Lỡ thôi chết ngộp giữa giời, từ đây mà xem lỡ dân ơi gặp gình. Lỡ sông biển rồi lỡ linh đinh, nước nào cũng lỡ nước mình lỡ luôn. Lỡ khóc rồi lại lỡ buồn, lỡ ta mà bị nhốt trong chuồng làm sao. Lỡ vàng thiệt pha lại giới thao, bây giờ phải khử mau mau chưa lửa về. Lỡ sợ rồi lại lỡ thề, cao miếng mà cũng lỡ sắp kề chứ tới nơi. Lỡ thành thị lỡ tới em ơi, chị ơi mà em mi bỏ chị thời khóc ba răng. Lỡ xa rồi lại lỡ gần, lễ tuôn mà lạ cha chứ sĩ bần làm sao. Lỡ lận đận rồi lỡ lao đao, nước nào cũng lỡ như đờn ra tự tao kia kìa. Thấy lỡ rồi lại ta về, phải chi nó lỡ cái địa thì thôi, cái này nó lỡ cao ngôi. Lỡ nhà mà lỡ cửa cho của trôi như bèo. Lỡ khổ rồi tớ lỡ nghèo, thiết tha cách mấy rồi chèo đi đâu. Lỡ bốn biển rồi lỡ năm châu, chỗ nào mà cũng lỡ ai tâu bây giờ. Lỡ bến rồi lại lỡ bờ. Lỡ sự bất ngờ hỏi bạn chứ tại ai. Lỡ mang cuốc rồi lại mang đai. Lỡ rồi răng tịnh sống dai coi đời, dù cho lỡ mấy người ơi mình tu còn sống coi đời như sao. Lỡ biển rồi lại lỡ ao, như đần rã nhiếp từ tao kia cả. Lỡ cửa rồi lại trôi ở nhà, rừng kia mà cũng lỡ giang hà lỡ luôn. Thiết tha bày lỡ có buồn, nếu không thì vui giả chứ xem mà tuồng lý thơ. Tớ đây sắp lỡ bây giờ, nói cho mà bà tánh đừng khờ nữa nghe. Hãy nói bài lỡ thì thầy đọc cho nghe. Ở đâu cũng phải lỡ hết, chứ không phải một mình lỡ đâu nha. Lỡ như vậy là chuyển động phong ba. Đó vậy. Thì lỡ cho nó lỡ luôn chứ làm sao. Có đúng không ạ? Vậy hả?
lỡ rồi bây giờ tới thì thôi chứ giờ còn làm gì nữa đây, phải vậy không? Không phải hả? Phải không? Bây giờ khuya rồi, nếu mà thầy đờn cái nó ngủ à, nhất là 8 triệu như nè à, rồi bảy tấu á, mấy lấy cái tay khiều cũng như bảy tấu khiều như nè, 8 triệu nhất là đã ngủ mà ta kêu mà còn sân vậy đó à, ai thấy vậy nói đạo thám hiền không, hiền không, hiền bên ngoài à, chứ điền ở bên trong á, phải không ông bà tấu không khiều giật giật tay thầy ngồi đây nè à, như vậy nói vui nha, không cái gì đừng buồn nha. Đừng kêu để thầy lấy cái giọng cho thiệt thâm trầm để tất cả quý vị ngủ hết cho thầy cười nha, nghe không? Nói rồi gửi đi chắc có lẽ người ta nghe người ta cũng cũng vui lắm ha, người ta cũng cười chứ ta không có chê gì đâu nha. Lấy giọng đây. Đừng kêu tích tích tinh tan, đờn kêu mà mau bước chớ lên ở tháng gặp trời, đờn kêu giật đổi chứ sao dời, đờn kêu xử thế chưa rã rời còn đâu, đờn kêu lắp bể ngăn dầu coi chừng chưa thầy đã chưa về tấu dư ngọc quang, đừng kêu đừng có buốt ràng buông ra đừng thiếp thiếp chưa chàng chàng rồi cách trở xa, chưa đừng kêu chưa lũ quỷ chưa tà ma, ráng đi mà một chút lên thở la chưa mà đâm đờ kêu mấy án trăng rằm đâu còn mà thấy nữa chưa để tâm nhìn ai, đờn kêu trong lấy rồi ngoài kêu hết chớ nhân loài tỉnh dậy chứ coi ở mây, đàn kêu dùng giây phút giây ta hỏi ông thầy mây trắng hay đen, đàn kêu chưa tiếng quyển chưa tiếng kèn ông thầy mà ổng nói chứ mày đen bớ trò, đừng kêu án mất tự do 7 ngày đen tối rồi lo chứ cái gì, đừng kêu ta khải tỳ thi khải cho mà hết ta hết chưa đi đi chưa cùng mà đường, đờn kêu phố xá chưa rồi phương thị thành mà thành biển chưa rừng đường thành sông, đờn kêu chợ lớn hết đông thì là thầy hết chưa ngồi ở trong chưa trò về, đờn kêu mã đáo danh đề đờn kêu mà chuẩn bị chưa rồi về tây ở phương, đờn kêu chánh chánh chưa đường ở đường bờ này mà cái lũ chưa hùng mà cường nó nhăn ở răng, đờn kêu sống để mà coi sao băng mà nhiều sự chưa thiệt thòi nhiều ở đời, đờn kêu bút
sáng như ngời. Bút tiên mà ta ký chưa bút trời ta xin, đờn kêu sấm nổ chưa in hình. Làm gì dây hở Phật, con xin mấy lời. Sấm kia đặng có chứ trị đời, đờn kêu chưa dịu dịu chưa dời dời từ đây. Đờn kêu anh chị chẳng hay vì ta mà đờn khải chứ không giây phút nào. Đờn kêu cái miệng bạo hao không giấy mà đờn được bớ đồng bào chờ coi. Đờn kêu lạc giống lạc nồi lại cầu mà trời Phật đang sống mà coi cái đời. Đờn kêu ma tánh khắp nơi chờ vua mà trở lại chứ lập đời thân dân. Đờn kêu ngày ấy được gần ta khùng mà ta nhắc chưa tự tầng mới sang năm. Đờn kêu ai biểu ông làm, ông hô ông tiền thánh ông cổ đàm ở đâu. Đờn kêu áo chẳng còn bâu, thử đây rượu chi lo sầu bi ai. Đờn kêu đêm nọ rỉ tai nếu ai buồn ngủ, ai ở hoài không nghe. Đờn kêu xứng đến chưa mùa hè, ta đờn mà lấy hết chưa rễ ở tre chứ thui rồi. Chuột đồng ăn lúa dân ơi, thui cho nó chết chứ cho rồi rồi để chi. Chết chuột chết đã mỏ chứ vậy thì răng chuột mà rất cá bén không gì một ai. Giờ nó sẽ cắn tay đây rồi chờ lửa mà không hay chứ thiêu mày. Chuột gì nó kéo cả bầy đờn kêu ba tánh không hay chứ chuột tao. Nói cho ba tánh bao hao, đợt này ta sắp ta giao cho thần. Đợt sắp giao cho ông thần rồi, đó không? Chuột hay chết nó chu mỏ mà hay răng ngọng quắc hay phải không? Hay động là nó cắn, mà chuột tạo nữa chứ. Mùa này rồi nó ăn ăn lúa đó nha. Thì nói chung quay thì cũng nói đến cái thiên cơ cho quý vị nghe là mình sắp hưởng cái sao thiên quả. Cái sao đó, sao hiện tới đâu cháy tới đó, hiện tới đâu cháy đó. Rồi quý vị sẽ thấy cái cơ khổ của giặc trời nha. Đó, giặc trời. Giặc trời bao bùa mất của phàm phu. Nếu ai có tu thì còn được hưởng. Thầy là huynh trưởng nói với đoàn em, sống để mà xem bên rèm than thở. Ngàn năm cũng nhớ, đạm chớ có quên. Hãy nhớ tuổi tên của mình đăng ký. Phép Phật quyền bi, lại giớ phép tiên. Ráng tu làm hiền, sống coi quý vị. Ai mà có tri, về hỏi ráng trì. Ta nói làm chi, kẻ nghi người dần, ta đâu làm bận một chuyện của ai. Có tội nói dai, nói hoài không nghĩ, nói cho nước bị, nó cũng bị tiêu, nó bị con diều sớt ngang chết hết. Nó đừng mê mết,
của cải tà gian. Ngồi nghỉ lưng bàn đâm châu cũng khóc, còn ta đang lốc cầu Phật thánh thần, ta được về gần đảo bằng giải kỷ, từ đây hoan hỷ anh chị em ơi. Thầy nói mà chơi, tơ bờ hết ráo, ta về ta cáo với Phật thánh tiên, nói dân chưa hiền, lị phiền còn đó, nó thành con ó, xỏ nó mà treo. Tới năm con mèo, ngao ngao rồi biết, bài này ta viết gửi đến năm châu. Ta nói từng câu, chứ đâu nói dối, nói có duyên mối của phái Bủ Sơn. Ta chẳng thù hơn, ta đờn mi nhịp, ráng tu cho kịp, bìm bịp kêu kìa. Ráng nhớ mà về canh phía mới được. Ba bên bãi lượt sống bủa giang cầu, ta chẳng nói đâu ta rầu biết mấy, đồng tiền bạc giấy sao sẽ không xài. Có tội nói dai, nói hoài không hết, nói cho tới chết. Nói lách nói la, nói chị cô bà, ôi hôi ráng khóc. Bây giờ ráng móc trong túi sạch trơn, cho chúng đừng hờn cho dai đó đó. Ta nói thì có, bỏ xó tội thay, chuyện của mình dai nói hoài không hết, từ đây tới chết kẻ lết người bò. Nằm một suối co bệnh đau biết mấy, ta ngồi ta thấy ta xỉu một bên, lấp rỉ lấp lên lớp nghèo chết đôi. Không phải thầy bói nói dối ở đâu, ta nói có câu ta rầu có chỗ, Trà Vinh lệ đổ châu đốc khóc rồng. Quên tuổi quên tông núi non gần đó, nó thành con ó, thấy gió nó bay. Nó mãi nói hoài nỗi đau cũng có, ta đâu có bỏ ở xó một phần, nói ở nước tầng qua nam cũng nói. Không phải nói dối, viền mối tầm kề, mai mốt ta về rảnh rang đâu nữa. Đất nghiêng trời ngửa, nói chút mà chơi, tụi nó đua bơ đi theo đâu kịp. Đây rồi bìm bịp kêu mãi không hay, mấy tàu dần say nước rộng la lơm. Nước lớn cũng gốm nó chẳng có chê, nó kiếm cái mê nó nằm nó đẻ. Có nước bị ghé bị hới phong hàng, chết dịch cả làng chết toi cả xóm. Thấy mà ghê gớm, đau ốm liền liền, tại mi lị phiền quên trời quên đất, thì là phải mất nước nọ thấy ghê. Ta nói đừng chê, lấy mê mà đừng nói đây cảm ứng có chứng các ngày. Ta tội nói dai nói hoài không nghĩ, ta nói nước bị nó bị đây nè. Xuân đến rồi hè, rồi coi rồi biết, cái dòng họ tiếc bị diệt nay mai. Con gái con trai, cũng lai cũng bò, đây rồi cây cỏ, không mọc được đâu sạch sẽ địa cầu về tâu với Phật. Đây là các bậc tu niệm tốt thay, ta nói quá dài số hay ra trước, ở biển cần đước không phước đâu trò. Nước biển nó do cao to như núi, chắc rằng trong buổi chết ngọc sạch trơn. Đừng có thua hơn cao kỳ chi nữa, đất nghiêng trời ngửa rồi rõ rồi hay. Ở chốn phương Tây chưa đầy một khắc, cái nước Iraq phải chịu đắm chìm. Ta nói ban đêm ban ngày cũng nói, ta không thầy bói, điên dạy từ đời. Ông lão dạy thờ bảo ta phải gọi, ta làm tôi mọi ở nước Nam Phương.
ráng hở tận tường về đây đặng hưởng. Ta là huynh trưởng ở tại Nam này, có tướng Phật thầy giải dây cho đầu. Đừng nên sốc sảo rồi lại đa mô nước Nam lo tu, ở tù thay ít. Nó không xích mích, tất cả mọi ai, nước trong, nước ngoài bị đại hết rau. Nước nào tào thao nước đó bị dây, thấy ở nước Tây bùng lầy chôn nhốt, chôn hài chôn khốt, nó đã bị tiêu. Thượng đế quỷ thiêu nó đâu có biết, có nước nó tuyệt ôi hở hai phần. Nó tảo nói tầng nói dân nói dạ, nó không có lạ ba tánh ai ơi. Dặm đất kêu trời cũng đâu có được, bổn bài làm trước mực thước ngay dăm. Hồ sơ sang bằng trời ơi trời tru đất Việt, có chỗ không biết nó chống nó kình. Máy tạo âm thanh từ đây mới rõ, có sườn có mỏ, nó gõ với nhau sống bủa ba đầu Bình Dương giấy đồng. Biển Đông mơ mộng ra đó mà nằm, tụi nó mê lầm, thấy chưa quý vị? Ai người có trí, ráng hỡi rồi tri, ta nói làm chi hao hơi tổn sức, để rồi tới mức quốc độ phải ra. Ở cõi ta bà ở nơi Nam Việt, đừng nên cách biệt uổng lắm nghe trò. Nước Nam tự do có đò Phật rước, mình ráng làm phước rồi lại gieo ân. Có Phật kề gần nước tận chết hết. Đừng mê đừng mết, đừng kết với ma. Ăn ở vậy thà người ta chơi cứ, tụi nó máng lứ của Phật chuẩn đề. Nó mãi say mê nó về không được, Phật đi Phật rượt nó vượt qua sông. Ở tại Biển Đông chết chồng một đông. Hết rồi. Không biết ở đâu nữa à, không biết ai biểu nói vậy không biết nữa. Thấy không? Ở Biển Đông chết chồng một đông vậy đó. Mình đóng biển bằng đóng thì thôi biết bao nhiêu người phải không? Thôi hôm nay thì thầy cũng hơi khùng khùng điên điên đấy. Thì thầy cũng rao giảng rồi nói đây kia nè. Thì cũng có ông khùng ông suối. Trời ơi, ông suối, ông biết phải nói, không nói là bệnh. Hãy giận quý vị chừng nào là bệnh lung chừng nấy. Mà tôi nói giận quý vị không thương, ông nó phải thương. Ông thương thì ông cho bệnh, phải không? Đó, như vậy đó. Thôi xin kính chúc lành hết tất cả quý vị ở trong ở ngoài. Nếu đâu lời này nếu có vị nào nghe nha, nếu mà tìm gặp bằng sĩ ráng chịu à, chứ bằng sĩ không có cho gặp mặt à. Nếu mà ngài về rồi đó, ngày đó ta đã về chỗ khác ở rồi, không có ở đây nữa đâu nha. Còn hãy vô rừng á thì xuống hang trốn như chim cú kiếm không được đâu. Thôi xin kính thưa quý vị, được ăn lành và chúc hết tất cả bà con vạn an bình thới, không có vạn an quốc thới và bình thới đó, được bình yên nha, thớ lai như một và không có buồn rầu gì hết, giải dột gì mà sâu đó, chút xíu cái trở cái quạt quạt nghe hết trơn rồi nha. Đừng cầm cái quạt ngược đầu thôi nè, nắm cái quạt chút xíu trở qua quạt cái hết trơn không còn vậy. Khỏi giật nợ, nợ nó sợ nó cũng chạy mất tiêu, nhớ không? Chừng đó rồi thôi vui lắm. Vậy đó, thôi xin chúc lành hết nha, tụi con về ráng tu nha. Ông đầu tư về ráng cố gắng nha.